Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại Lực Tàng TV. Thì hôm nay tự nhiên Lực Tàng TV cũng đang nằm lướt web thì đọc được một cái bài báo mà lúc đầu Lực Tàng đọc, Lực Tàng rất là phẫn nộ. Nhưng đọc hết bài báo và cũng mon men đi vào cái kênh đó xem thì Lực Tàng cảm thấy ở trong đây chứa đựng rất là nhiều những cái câu chuyện nói về cái vấn đề mà các quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đang hướng về quê hương đất nước của chúng ta để giúp những cái mảnh đời éo le bất hạnh. Thì trong cái nội dung của cái câu chuyện mà Lực Tàng đọc được thì nó nói về một cái vấn đề rằng là có một cái YouTuber cũng đã thấy một cái hoàn cảnh thực sự khó khăn khi hai bà cháu phải bán cháu ở dưới khu vực thành phố Hồ Chí Minh và cuộc sống mưu sinh thì rất là vất vả. Thì anh ấy cũng đã động lòng thương cảm và dựa vào cái kênh YouTube của mình cũng đã kêu gọi một số mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng đã ủng hộ được một số tiền kha khá. Thì anh này cũng đã lên một cái mục đích gọi như là mua một cái chiếc xe máy với trị giá là 27 triệu, thì cũng đã đạt được mục đích và anh này cũng đã mua, còn dư một số tiền mấy triệu nữa thì anh này cũng đã bàn giao lại cho hai bà cháu để hai bà cháu kiếm cái mưu sinh và dùng chiếc xe đó để đăng ký cái app chạy Grab, chạy xe ôm với mọi người để kiếm miếng ăn qua ngày lẫn tháng. Thì trong vòng mấy ngày đầu mua được chiếc xe và nhận được cái sự hỗ trợ của các quý mạnh thường quân cũng như là cái kênh YouTube này cũng đã đến mua chiếc xe thì gia đình rất là vui mừng và cảm ơn rất là nhiều đối với các quý mạnh thường quân. Thì qua một thời gian ngắn thì câu chuyện mới bắt đầu xảy ra khi anh YouTuber này qua 3 ngày thì anh ấy lại quay lại cái ngôi nhà này. Khi anh ấy nhận được những cái tin tức đến từ những người hàng xóm và những cái người khán giả theo dõi kênh anh ấy, những người ở gần cái khu vực bà cháu này đang ở, thì đã phát hiện ra cái sự việc rằng là chỉ sau có 3 ngày thì hai bà cháu đã cầm cái chiếc xe này đem ra cầm đồ với số tiền là 13 triệu. Thì như vậy thì anh này đã nghe được tin và anh ấy xuống đến nơi thì hai bà cháu lúc đầu là chối và nói không đúng sự thật, tức là nói láo á, nói xạo anh YouTuber này, nói rằng cái xe lúc đầu thì nói rằng đang để ngoài kia. Thì một lúc sau á thì anh YouTuber này hỏi vòng vo một lúc thì lại nói rằng người cậu đang đi, đang chạy xe ôm để chở khách đi. Thì anh YouTuber này thì anh đã biết rồi mọi người, anh đã biết rằng là cái xe đó đã bị cầm rồi, cho nên anh ấy rất là bức xúc và anh ấy cũng không nóng tính nóng vội gì cả. Anh ấy xử sự rất là đạt tiêu chuẩn và anh ấy nói vòng vo một lúc thì hai bà cháu này mới bắt đầu là khai ra là đúng mình đã đi cầm chiếc xe với số tiền là 13 triệu. Đó. Thì anh YouTuber này cũng đã để lại rất là nhiều câu hỏi. Tại sao lại phải đi cầm chiếc xe khi cái đó là cần câu cơm đấy, để mưu sinh cho hai bà cháu và là để dùng nó để chạy xe ôm để kiếm cơm trong thời gian sau này, nhưng cuối cùng lại đem đi để cầm cố sau khi mạnh thường quân đã tin tưởng giao cho mình như vậy. Thì anh này rất là bực tức đó. Và anh ấy nói xoáy vào vấn đề rằng là không bao giờ tin tưởng hai bà cháu nữa. Thì câu chuyện thực sự ra là chúng ta cảm thấy đến cái tập 1 của cái bộ phim này thì ai cũng rất là bức xúc đó, đã phụ lòng tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Khi người ta đã đặt niềm tin và người ta biết được cái hoàn cảnh khó khăn, người ta cũng đã nhịn ăn nhịn uống, người ta bớt chút nào đó ra để người ta giúp ích cho mình, để người ta giúp đỡ cho mình trong cái cơn hoạn nạn cảm thấy cực kỳ là khó khăn. Và tin tưởng cái kênh YouTube đó, kênh này là chuyên làm thiện nguyện nha mọi người, cũng lớn và số lượng mạnh thường quân thì cũng rất là đông, nhưng với cái tình hình mà bị lừa như vậy, nó mang tính chất là bước đầu là lừa nha mọi người, thì chắc hẳn cái số lượng mạnh thường quân trong và ngoài nước người ta sẽ không thể nào đặt cái niềm tin vào cái kênh YouTube này, cũng như là những cái người mà đang kêu gọi làm từ thiện ở Việt Nam chúng ta. Như vậy là cái thiệt thòi rất lớn cho những người đang gặp những cái hoàn cảnh éo le cực kỳ là vậy, như là nó ảnh hưởng rất lớn. Thì Lực Tàng trước đây cũng đã có một thời gian Lực Tàng đi ra miền Trung, cũng đã hỗ trợ miền Trung rất là nhiều. Là cái sự việc thực tế đi đến đâu mình phải thực tế đến đó. Đó. Và còn cái vấn đề
mà lừa lọc hay này kia thì chắc cú người trong cuộc như Lực Tàng đi là Lực Tàng sẽ phát hiện ra ngay. Và với cái anh YouTuber này thì cũng vậy, thì anh ấy cũng đã phát hiện ra cái sự việc rất là nhanh chóng, được người này người kia cung cấp, thì anh ấy cũng không có ngại ngùng gì về cái vấn đề anh ấy đưa lên trên mạng xã hội cho tất cả các mạnh thường quân đều biết. Và anh ấy nói rằng là anh ấy bị lừa và anh ấy không tin tưởng cái nhà đó nữa. Thì dù sao đi chăng nữa cái xe máy đó là cũng đã mua và tặng cho nhà người ta rồi đó. Cho nên là cái quyền sở hữu cái chiếc xe đó là của người ta, người ta thích làm gì người ta làm. Nhưng cái đáng nói ở đây á, là mong muốn cho người ta có được sự hỗ trợ như vậy, dùng cái số tiền đó vào đúng cái mục đích để mình có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn trong thời gian sắp tới khi được sự hỗ trợ của các quý mạnh thường quân đấy. Mong muốn là tu chí thì làm ăn để dùng cái chiếc xe để làm cái cần câu cơm nuôi hai bà cháu, đúng không ạ? Nhưng mà đến hiện tại bây giờ đem đi cầm đó, mà hỏi cái lý do cầm như thế nào thì cũng chỉ nói rằng là hoàn cảnh khó khăn bí bách quá thì mới đến mức độ mình cầm đấy. Nhưng mà hỏi thật sự ra thì anh ấy hỏi là tiền mạnh thường quân còn tại sao lại bị bí bách đến mức độ như vậy, thì nói chung là hoạch ra một mớ lý do nói rằng là giấy tờ đồ đang cầm cố này kia, cho nên là phải bắt buộc phải đi cầm chiếc xe để chuộc này chuộc kia ra đó. Cho nên là anh này anh cũng chưa tin tưởng. Và anh ấy kết thúc cái đoạn video một ở ngay cái chỗ vậy, như là lời cuối cùng anh ấy nói là không bao giờ trợ giúp hoàn cảnh này nữa và đã bị lừa này kia. Là anh ấy rất là nghẹn ngào khi nói những cái lời nói như vậy đó. Thì trong hết cái đoạn clip một này thì xã hội dư luận người ta rất là phẫn nộ, mạnh thường quân người ta rất là bực tức về cái câu chuyện của hai bà cháu không thật lòng này, với một cái sự giả dối và nói lên những cái vấn đề nó không đúng với cái sự thực đó. Mình đã nghèo mà còn không thật nữa, thì như vậy thì chắc cú sẽ không bao giờ mà có thể vươn lên và có cuộc sống tốt đẹp hơn trong thời gian sau này đó. Cho nên là mạnh thường quân người ta rất là ngao ngán về cái hoàn cảnh đó. Thì cũng may đến cái giai đoạn sau thì cái sự việc nó được hé lộ thêm một tí gì đó để cho nó đánh động vào cái lòng tin của tất cả các mạnh thường quân. Khi cách đó thêm khoảng mấy ngày sau thì hai bà cháu cũng đã không biết là xoay sở mượn bà con hàng xóm láng giềng như thế nào đó, hay là cái số tiền mà đi cầm cố xe đó chưa xài hết. Thì anh này xuống như vậy thì hai bà cháu cũng đã cố tình vay mượn cho đủ và cũng đã đi ra tiệm cầm đồ để chuộc chiếc xe về, rồi cũng gọi điện thông báo đến cho cái anh YouTuber này cũng về quay tiếp một lần nữa khi đã chuộc được chiếc xe ra, và xin lỗi tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước, những người có cái lòng hảo tâm đã giúp đỡ mình trước đó về cái hành động dùng chính chiếc xe của người mạnh thường quân cho để đi cầm cố này kia, thì cũng đã xin lỗi và có cái dấu hiệu gọi như là biết sai và xin lỗi sửa đổi trong thời gian sắp tới. Nhưng khi mà ngồi cái cách nói chuyện của cái anh YouTuber này nói về gia đình này, thì cậu em đang nhỏ tuổi kia là cháu đó, thì mang tính chất là ngày trước là ăn chơi, thuộc tính chất là ăn chơi lêu lổng với những cái trò chơi vô bổ đó mọi người, dính đến cả thằng trắng nữa. Thì mọi người nên nhớ rằng là những cái người đó thì thực sự ra là rất khó là biến chuyển, không phải là không biến chuyển được, không chuyển đổi được, không thể quay đầu được, nhưng mà đã dính vô cái đó rồi, tiếp xúc giao lưu với cộng đồng mạng xã hội đã xấu rồi thì không phải không thể nào mà sửa chữa trong một thời gian ngắn được. Cho nên là cái clip mà thứ hai lên thì mạnh thường quân cũng đã có đôi người, vài người, người ta cũng đã siêu lòng và người ta nói rằng là cái hoàn cảnh nó thực sự nó khó khăn, cho nên là cũng thông cảm và bỏ qua cho người ta đó, tại vì trong cái lúc bí bách quá nó như vậy đó. Thì có rất là nhiều cái ý kiến cũng để lại như vậy, đồng quan điểm và đồng cảm bỏ qua cho hai bà cháu, nhưng mà cũng có rất là nhiều cái ý kiến người ta nói rằng là chưa thể tin tưởng được, chưa thể tin tưởng được hai bà cháu này khi ngồi nói chuyện đang còn rất là nhiều cái câu từ nó chưa thật và nó rất là vòng vo, có một cái gì đó đang giấu giếm, không biết là họ có chơi bời gì không. Nếu như mà dính đến cờ bạc đề đốm nghiện ngập nữa rồi thì nói với tất cả mọi người, chứ cái xe nó có chuột về thì trước sau thì cũng sẽ bay, cũng sẽ cầm tiếp và không thể nào mà nó ở với cái gia đình đó được trong một thời gian dài được, mà không thể nào mà người cháu kia dùng chiếc xe đó để mưu sinh được. Nếu như không có cái sự chuyển đổi 100%, quay đầu là bờ, chuyển đổi cái cách sống để quyết định đưa mình vào cái hướng thiện để kiếm, để làm việc chân chính
kiếm ăn qua ngày đoạn tháng để giúp cuộc sống của mình càng càng tốt đẹp hơn và mang phần giúp ích cho xã hội. Những cái sự việc mà quay đầu như vậy có, nhưng mà nó rất là hiếm, mà trong một thời gian ngắn không ai có thể tin tưởng được. Thì cái anh YouTuber này, anh ấy cũng rất là mong mỏi để cho cái sự chuyển đổi của hai bà cháu nó thực sự ra là sẽ được 100% là sẽ quay đầu để giúp cho gia đình này có sự biến chuyển tốt hơn. Thì thực sự ra cái tâm của anh làm thiện nguyện này rất là tốt, và anh ấy đã rất là nhiệt tình về cái vấn đề này kia. Và cũng có rất là nhiều những cái khán giả trong cái kênh đó, người ta cũng bình luận là nói rằng là anh hãy cẩn thận, đừng nên tin tưởng quá nhanh chóng về bà cháu này, mà hãy để cho thời gian từ từ rồi xác minh thêm xem như thế nào rồi hãy tin tưởng. Chứ hiện tại bây giờ mà mới như vậy mà người ta chuộc cái xe về, lại còn nói rằng là nghèo khổ này kia, nhưng mà xây ở đâu ra số tiền mà 13 triệu trong vòng có vài ngày để chuộc được chiếc xe ra. Thì như vậy nó còn rất là nhiều cái ẩn khúc. Đây là cái câu chuyện mà Lực Tàng không phải là muốn công kích gì, nhưng đây chỉ là đưa tin cho tất cả mọi người cùng đánh giá và cùng phân tích và cùng hiểu về cái sự việc này như thế nào. Tại vì thấy báo nó đăng lên, lúc nào đọc rất là tức giận mọi người ạ. Đọc đến cái đoạn mà cầm chiếc xe đó trong vòng 3 ngày sau cầm mà Lực Tàng rất là tức giận. Nhưng đến sau đây đi chuộc về thì chúng ta phải tìm hiểu xem cái thông tin rằng là tiền ở đâu mà để chuộc, hàng xóm láng giềng ở đâu mà giúp cho mình đến cái số tiền như vậy để chuộc, rồi trong thời gian sắp tới mình có chịu làm ăn để mà trả cái số tiền đó cho người ta hay không, hay là phải bán xe đi lại tiếp tục như vậy, rồi cái khi bán xe đi rồi ăn hết đi rồi đến khi là có quay lại làm ăn chân chính hay không, hay là lại lâm vào cái con đường này kia. Và điều tra sẽ là rõ ràng ngọn ngành cái gia đình đó có chơi bời phá phách gì không. Mặc dù một bà già với một cậu em nho nhỏ, nhưng mà chúng ta không thể nhìn cái hình thức mà chúng ta đánh giá được cái bản chất và cái lương tâm của mỗi con người được. Chúng ta phải đi vào thực tế và chúng ta phải xem xét thật sâu. Nếu như anh đã nhận những số tiền của Mạnh Thường Quân và giúp đỡ những cái hoàn cảnh thực sự khó khăn, thì tôi cũng có đôi lời gửi đến anh YouTuber là hãy xem xét rất là cẩn trọng về cái vấn đề đó. Tại vì xã hội đang cần rất là nhiều những cái hoàn cảnh, những cái mảnh đời cần được giúp đỡ nhiều hơn nữa, và thực sự là phải cần được sự giúp đỡ. Chứ đây cái hoàn cảnh này tôi thấy đang có rất là nhiều cái ẩn khúc đó. Ẩn khúc thứ nhất là lý do vì sao dùng cái xe đó để đi cầm. Cái ẩn khúc thứ hai là cầm cái số tiền đó để làm cái mục đích gì. Và khi mà bị công kích thì lại dùng cái số tiền ở đâu ra mà lại bị đi chuộc chiếc xe với mười mấy triệu mà mượn trong vòng một lúc lại mượn được, mà trước đó thì nói rằng là không mượn được. Đó, có rất là nhiều cái tình tiết trong đây. Và cũng rất mong cái sự việc này nó cũng sẽ ổn định hơn trong thời gian sắp tới. Và anh cũng sẽ tìm ra rõ cái nguyên nhân để mình có một cái sự việc giúp đúng người, đúng việc ạ. Để cho cái lòng tin tưởng của các quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước sẽ đặt đúng chỗ và giúp ích hơn cho cái cuộc sống của những người đang còn những có cái hoàn cảnh khó khăn khác, đặc biệt khó khăn thực sự, đang cần được sự giúp đỡ của các quý Mạnh Thường Quân. Và họ sẽ tin tưởng về những người làm cầu nối như chúng ta ở Việt Nam, để những người đó sẽ gửi tiền về để giúp đỡ, để giúp cho xã hội của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Thì hôm nay Lực Tàng có cái clip này gửi tới tất cả mọi người như vậy. Thì có ý kiến gì thì mọi người hãy để dưới bình luận giúp Lực Tàng, và like, share, đăng ký kênh giúp Lực Tàng để tiếp tục có những cái tin tức mới sau này Lực Tàng sẽ cập nhật liên tục để gửi tới tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, bình yên và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.